Chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Lời nói đầu tiên, Mentor gửi lời chúc cô chú anh chị mình tương vương với nhau tâm ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Mentor đang có mặt tại nhà anh Nhẫn, bệnh ung thư xương đùi, thì được bác sĩ trả về. Thì hôm nay Mentor cũng nhận được thông tin của quý mạnh thường quân, thì cho Mentor xuống đây quay tìm hiểu sức khỏe của anh Nhẫn giờ ra sao. Thì hôm nay Mentor xuống đây thì Mentor cũng thấy cái căn nhà của anh thì cũng đang sửa sang lại cái nhà sau. Thì mấy tuần hôm nay thì Mentor không có xuống, thấy cái nhà thì đang lợp mái tôn của chú anh chị. Để Mentor vào bên trong gặp gia đình đây. Bây giờ anh Nhẫn sức khỏe giờ ra sao? Thấy cái nhà cũng ngon quá trời của chú anh chị. Rồi chào cả nhà nha. Wow, thì chưa vô tới nhà thấy cái nhà sao tuyệt vời rồi, chắc trúng số quá. Có đâu anh, hả? Anh cho anh thấy nhà rách nát hết, anh cho anh ơi. Ai cho? Anh Phúc có dính kèm chứ. Cái bành thường quân cho hả? Dạ. Anh Phúc anh kẹp chưa? Để đỡ đưa quay kẹp ra. Rồi anh nói là sao với mấy gia đình mình? Như là anh thấy em khổ này kia đó, rồi anh lên cho. Anh coi trên mạng hả? Dạ. Rồi anh thấy rồi anh lên cho với cô của anh. Anh đâu nước ngoài hay gì á. Là anh để cho cô anh nói anh khổ quá trời. Nó cũng như nói em khổ quá. Anh bệnh hoạn nữa, rồi con cái nheo nhóc nữa. Nhà cửa sập sệ. Giờ anh coi trên YouTube hả? Dạ. Anh xuống trực tiếp anh cho luôn. Dạ. Bây giờ cũng như là bên vách bên nhà trước này cũng xây tường luôn hả? Dạ, thì anh bằng hết đó. Anh xây cho luôn hả? Dạ. Wow. Mới đầu là anh sửa nha, anh tính sửa nhà dưới không à. Rồi anh nói nhà trên gì cũng vậy. Để anh sửa luôn cho cơ mấy nhỏ cho nó ở. Thì xây hết dắp vòng luôn rồi tô luôn phải không? Không có tô. Không có tô hả? Dạ. Có gì vậy thôi hả? Cái này cũng tô cũng dạ. Chỉ xây dắp thôi, không có tô hả? Dạ. Rồi cái nhà sau thì đóng tô lên sao? Dạ. Rồi cái cửa sổ làm sao anh có nghe không? Cửa sổ thì mình nào có tiền gắn. Cứ mạnh thường quân cũng không gắn cho mình luôn hả? Dạ. Chỉ cho mình vậy thôi phải không? Dạ, tại vì cái nhà trước mình cũng không có cửa sổ. Mình này không có nằm trong kế hoạch của là anh cho mình. Thành ra giờ ấy nào ấy mình gắn. Mà dạ, nói của em cũng chưa biết nữa làm sao đây nữa. Vậy cũng chưa biết mạnh thường quân người ta làm như thế nào phải không hay sao? Dạ. Em đi bệnh viện hành tuần về cái anh nằm xong. Bây giờ anh lúc đó là anh đang nằm bệnh viện hả? Dạ. Vậy anh không hay là người ta xuống phụ sao? Họ làm cho mình sao? Có hay nhưng mà cũng như là anh làm lẻ quá đó. Ừ. Tại vì anh nằm mình nó có nhà. Dạ. Lúc đó hai chồng ở nhà luôn. Dạ, em mới nằm dưới bệnh viện chứ. Mới về nay hai bữa. Bây giờ nghe nói là vậy là xong rồi hả? Dạ. Bây giờ để mình ta quay phía nhà sau cho cô chú chị mình xem luôn. Rồi cái nền mình thường có lót nền hay là các xi măng, em có nghe không? Dạ không. Nói chung là em không có nghe mà em cũng không biết là sao luôn nữa. Biết làm sao luôn hả? Hỏi mấy ông thợ biết không? Có lắc nền không anh? Lắc nền cho luôn hả? Lắc gạch bông hay là sao? Gạch men phải không? Rồi dách thì mình dựng tôn hả? Cũng mừng cho anh Nhẫn rồi. Thì hôm trước thì mình ta chia sẻ cái gia đình của ảnh thì cái nhà sau này nó mục nát hết của chú chị. Thì mình ta cũng kêu gọi dữ lắm, thì cũng mạnh thường quân thì cũng cho tiền, mà cho tiền cho ảnh chữa trị bệnh thôi. Thì cũng chưa có nghĩ tới cái nhà sau nhà này. Thì hôm nay mình ta xuống thì mình ta thấy cũng giật mình. Thì được mạnh thường quân xem trên kênh đó, thì xuống đây trực tiếp luôn, người ta làm luôn, không có thông qua bên kênh YouTube nào hết á. Nói chung được mạnh thường quân ở nước ngoài. Thì anh có nghe là dách này cũng để gì luôn anh? Dạ, bên anh lãnh luôn hay sao? Ông thầu luôn hả? Dạ. Ây da. Để tôi gặp ông thầu coi. Chào anh ơi. Anh, em gặp. Ủa cái gì mạnh thường quân là ủng hộ
lót nền luôn anh. Lót nền. Lót như gạch này luôn không? Còn dép thì mình dừng tôn thôi à. Rồi cái phần nhà trước này mình có tô không anh? Hay cái cửa sổ sao có không tô, cái cửa sổ chắc là cửa sổ chứ không tô. Đợi trước xin cho nhà dưới này. Thấy nhà trên nó cũng chắc cái tường mới xây ra mua gạch hay gì đó. Thì mới dùng tôn cái trên lại. Bây giờ không có tô phải không? Cửa sổ thì cũng chưa nghe luôn hay sao? Chưa nghe mà chắc phải làm cửa sổ chứ đợi gì đâu. Nhà không cửa sổ thì cũng sợ. Có thể có cửa sổ mà không có tô phải không? Chắc chắn là như vậy. Vì cái này nhà anh lãnh phải không? Thì cũng mừng cho anh nè. Lúc trước thì anh xuống thì anh dọn nhà thì anh thấy rồi nó mục nát hết rồi. Tới 7 đứa con anh có nghe không? Có nghe. 7 đứa con nghe giật mình hả? Còn như anh được mấy đứa con? Anh 7 đứa luôn hả? Thiệt hả? Hay chơi vậy ta? 6 đứa. Wow. Còn em mới nghe nó cười của chú chị. Vậy em không em nghe anh nói em cũng giật mình đấy. Con bây giờ anh lớn hết chưa? Lớn hả? Cũng đỡ cho gia đình này. Lớn rồi đỡ rồi. Còn anh nhẫn anh thấy rồi thì con ảnh đứa nào nó cũng còn bé. Nhỏ nhất mới 3 tuổi à. Rồi bữa nào bằng giao anh? Hết từng này là lót nền nó gì xong xuôi luôn hả? Rồi cảm ơn anh nha. Cái gì Tân Gia mời em nha. Rồi cái giờ sao mấy bữa nay? Trời ơi nó càng bự ra. Xem thêm quá chị ơi. Nó nhất cái chung mà nó nhất. Nó bự thêm rồi. Muốn lắng qua thêm giờ anh đây luôn. Cái sụp kỳ cũng biến chứng làm sao đây không biết. Lắng qua đây luôn hả? Nè anh giờ bằng dòi dưới nè. Ồ bên đây sưng giòi của chú anh chị. Giò này lúc trước là không có sưng. Không. Giờ em thấy cái giò này nó quá teo rồi luôn rồi đó. Chỗ nào teo, teo nào bự thì bự. Đó có giò. Còn cái này, ủa bên này nó quá trời bự luôn vậy. Quá, bởi em nói nhất cũng không được rồi vậy đó. Mấy sợi kỳ nó sưng quá thì sưng. Thuốc thì trong bệnh viện về nhiều thuốc chứ lắm. Bệnh viện cho thuốc đó. Mình mua mới nào mình mua, mua nào bệnh viện cho mấy lần trước nằm không có tiền, đợt này nằm gì hết nó thằng thuốc không hết bốn triệu á. Rồi kinh phí mình như thế nào? Coi này hơi bị gắt gối rồi hả? Tại vì hôm rồi mấy anh đầu cho đó còn chút đỉnh rồi bắt đầu giờ thấy nằm viện thấy gắt gối tới rồi. Tốn tiền phải không? Dạ. Rồi kinh phí bên này thấy sao rồi? Mình còn tiền không để uống thuốc không? Cần hết rồi, nằm đợt này về hết rồi. Đi đợt hết luôn về, hả? Dạ. Đợt này về hết tốn hết 4 triệu tiền thuốc. Rồi ăn uống nhà cửa này kia nữa, con cái nhà nữa. Hết luôn rồi. Thì được rồi thì bên tôi cũng kia sẽ được hai mấy mấy triệu thì đợt trước bên tôi gửi một lần 10 triệu, đợt sau thì bên tôi biết ảnh về thì bên tôi cũng giao hết luôn rồi. Bây giờ đi bệnh viện tiếp theo rồi cô chú chị. Bây giờ mới về nữa nè, bây giờ nghe tốn tiền nữa rồi, hết tiền nữa rồi. Quá trời của chú chị ơi, cái giò. Cái thuốc đó mắc tiền mà không có nằm trong danh mục của bảo hiểm á, buộc mình phải mua ngoài, bác sĩ cho mình mua ngoài, mua thôi. Nhưng mà không mua thì mình không có thuốc điều trị. Phải mua ngoài cho to ra, mua ngoài quá trời mắc. Một bịch dinh dưỡng, đạm dinh dưỡng gì không biết, một bịch 700 ngàn. Anh ăn cơm ăn gì được không? Bữa hai bà muốn cơm, hay ăn được đỡ quá. Bây giờ bên ta thấy cái đùi của ảnh á, bây giờ nó bự hơn cái mình đó của chú anh chị. Vậy đó, tới mà em nói nhiều khi 1, 2 giờ, 2, 3 giờ đêm còn ngồi vậy nè, 2 chồng con đau quá chịu đâu nổi, nó kêu con về phụ mẹ nó, người chịu, người bóp, người thay dầu. Sáng đêm vậy đó hả? Rồi tới nhầm khi nằm được chút, chừng tiếng nữa tiếng hồ vậy, bắt đầu làm còng vậy làm tiếp, suốt luôn rồi nè. Rồi mấy đứa nhỏ bên đây không có bán hả? Gái bên đây con không bán hả? Không, từ bữa em nằm viện tới nay đâu có bán được. Tại vì một đứa phải dưới phụ mẹ nó chứ em đâu còn sức đâu đi đứng gì được nữa đâu. Người tó đi không được nữa, người sẽ lăn ngồi thì cấn này ngồi không được nữa. Dìu không, mà người thì dìu đâu có nổi em. Thấy quá gút luôn rồi đó.
tay chân của anh bây giờ không thấy, thấy cái tay anh hôm nay thấy cũng tè quá trời nè, nó rút quá trời luôn nè. Dạ. Rồi cái bụng anh xanh giả áo lưng em coi coi. Rồi ba gân này. Gân xanh lên quá trời của chú này. Dạ, lên mấy cái này hết. Nó nhức không à? Không, cái này chưa. Cái này nó cũng chưa gì. Mấy cái này là gân xanh nổi không. Ừ. Nó ngứa mình gãi mình vào. Chứ ngồi bên thôi hả? Rồi tiểu tiện được không? Đi được không? Dạ được, mà cũng khó khăn lắm anh ạ. Khó chung là, nói chung là mọi mặt thì tiểu thì nó dễ, tại tiểu mình nghiêng bên mình lấy bệnh đó. Mình nghiêng bên đi được, còn đại tiện thì nó khó khăn dữ lắm. Sao mình ngồi không được á. Ồ, bây giờ bên đây thì nó bên đây thấy sưng bóng luôn á. Sưng mấy bữa rồi. Trời ơi, hôm gà từ hôm đi bên trên trời đẩy gì thế này là không xẹp ngày nào hết. Không có xẹp ngày nào luôn. Ừ. Nay là cả tháng, trên tháng. Rồi mình còn uống thuốc nam không? Dạ còn. Mới trước em đi bệnh viện làm đi hốt ở trên thầy bà thọ trên Dũng Liêm á. Ừ. Hốt về bữa trước qua bữa sau đau nhức quá chịu nổi chạy bệnh viện. Thì lúc đó em điện cho anh nó nói là anh đi bắt cha tường đó, anh có... Dạ chưa, tại chưa. Em đi trên thầy bà thọ trước, kìa mới sắc kìa, con mới sắc kìa. Cứ cách rồi nhau 2 tiếng mấy 3 tiếng uống. Chạy được chỗ nào chạy đi anh, chứ bây giờ mình ở... Dạ. Ai chỉ đâu được thì cứ chỉ. Dạ. Nói chung á thì gia đình cũng muốn đi lắm của chú chị, nhưng kinh phí. Cái này là mình tới nói luôn thì quan trọng là cái kinh phí. Mỗi lần đi cũng phải tốn tiền xe của chú chị, mướn xe mướn gì đi về cũng vài trăm ngàn, đâu có rẻ. Mướn xe sàn cộ này kia uống nước nồi chứ không có ăn nha. Yeah. Được rồi, đi trên Dũng Liêm không đi về hết triệu mấy á. Nó tốn tiền lắm của chú chị, cái nào cũng tốn kinh phí hết á. Thuốc là lên trển là em nặng quá rồi thầy không có lấy tiền. Thầy bắt làm giấy cam kết trong hốt cho nửa tháng mà không có lấy tiền nha. Ừ. Không có chừng nào bớt ông mới lấy tiền, chứ giờ hiện tại là không có lấy tiền. Ừ. Thì em nói nặng quá rồi. Rồi gắng uống đi. Rồi về bữa trước coi sao chịu hết. Nhức quá không biết sao mà nhức quá trớn chịu không nổi. Ừ. Chạy nhập viện nằm hết từng lễ. Về. Giờ về nhà thuốc tây hàng ngày là cứ thuốc tây có, thuốc nam có. Chia ra 2 tiếng mấy 3 tiếng mình uống thuốc nam cái uống thuốc tây chặn. Ừ. Cái khác vậy đó. Coi trúng cái nào hơn ấy được, chứ mấy đứa nhỏ được năm nào ngày nào đỡ ngày đó anh ơi. Ừ. Nó giờ kinh phí thì cũng cạn kiệt rồi. Thì hôm nay thì mình ta cũng xuống đây để thăm lại gia đình. Dạ. Thì cũng muốn chia sẻ với cô chú trên cộng đồng có thể giúp đỡ thêm. Thì trước thì mình ta là quay cái nhà thì mình ta cũng muốn anh có cái được sửa là cái nhà sau. Dạ. Đó, bây giờ thì được Mạnh Thường Quân xem trên kênh á thì cũng ở trong tỉnh luôn, thì có bà con ở đâu ở nước ngoài thì người ta trực tiếp ta xuống làm luôn, thì em cũng mừng cho anh. Thì mình ta cũng không có kêu gọi sửa nhà cho anh Nhẫn nữa, bây giờ được Mạnh Thường Quân đã sửa rồi. Bây giờ thì mình ta cũng chia sẻ tiếp, thì mình ta muốn giúp anh có nguồn kinh phí để uống thuốc cũng như là đi thầy này thầy kia ở ngoài thêm, chứ bây giờ bệnh viện thì bây giờ người ta cũng không có nhận lâu, ở chung mình phải một tuần lễ không anh. Dạ. Người ta cũng trẻ. Em bữa tuần lễ rồi, bữa sáng đó là em cũng nghe phong phanh là nó như chó cho về đó. Ừ. Như hết liệu trình của người ta cho về đó, cái em chụp cái tiên 10 giờ mấy 11 giờ nó nhức quá rất chịu hết nổi. Em nói vợ em đi xin đỡ lại bữa hai bữa nó uống thuốc em ơi, chứ giờ chịu hết nổi rồi. Vô sinh cái bác sĩ nói không được, tại vì giờ anh về đi, giờ có giấy xuất viện rồi anh phải về. Rồi nếu mà 2-3 bữa sau nếu mà anh đau nhức quá thì anh cầm giấy xuất viện này với thuốc còn á, thuốc viện khác á. Ừ. Xuống đây nhập viện, nhập vô khoa cấp cứu thì ta nhập viện lại cho anh. Ừ. Nó mà nói chung mấy người nằm gần vòng vòng chung phòng, mấy người ta nói cái này là thôi em chuẩn bị đi, em ở nhà không được lâu đâu. Không biết tầng này không biết ở nhà được chưa, nó chỉ đừng nói tới mà 10 ngày. Tại vì đau nhức quá buộc phải về. Ôi chạy thầy đúng không? Dạ, buộc phải xuống dưới. Cần có thuốc chích rồi này kia đó anh. Ừ. Một lần đi trần ngay luôn, ba thằng cháu mà nó
vừa con vừa cháu ba người nó khinh em chứ em đâu có đi được đâu. Ừ. Ghen lên xe rồi vô trống ghen lên băng ca rồi ghen xuống giường rồi nằm đó đó. Ừ. Vậy không ngồi cha ha, tức là đeo cha suốt luôn ha. À, hôm gà em đi bỏ quá nè, hôm gà em đi suốt luôn mà đi bệnh viện mình Chợ Rẫy rồi về bệnh viện mình nữa. Đó giờ xuống dưới lên nhức lắm hả? Đau anh, quá đau. Bây giờ cũng được Mạnh Thường Quân sửa lại cái nhà thì cũng một phần giúp đỡ cho anh. Nói chung bây giờ anh hết sức để lao động rồi. Yeah. Thì được Mạnh Thường Quân ngoài nước đã ủng hộ mình sửa nhà thì cũng đỡ lo một phần rồi. Bây giờ mình lo mình uống thuốc điều trị đi. Yeah. Giữ nuôi cái con mình, chứ con mình bây giờ còn quá nhỏ luôn. Nên em dai được năm nào em đó rồi ráng uống tay rồi em uống thuốc nam gì nữa. Bây giờ bác sĩ người ta không chịu nhận rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ nếu xạ trị thì anh nói là phải sức khỏe phải tốt mới xạ trị được hả? Dạ. Yeah. Chi phí nó cũng trên trời rồi nó nè. Kinh phí cũng nhiều anh? Dạ bạc trăm. Ồ. Bạc trăm chứ nó là xạ trị bạc trăm mà quan trọng mình xạ trị mình khỏe lại. Dạ. Đi thì mình không nói sợ mất chì lẫn chài cái đó là cái. Thôi thì nói giờ sức khỏe của em như vậy nếu mà vô thuốc là chết không có được. Phải mà anh phải lên ký. Ừ. Anh phải mập mạp lên. Nó rồi mà anh nghĩ đi em vậy sao ăn không được nữa. Ăn không được. Ngủ được cũng nói làm gì ngủ còn không được thêm cái nữa rồi hai thứ đó rồi như thua luôn. Giờ thấy mà, nó rút lại ốm nhôm của chú chị bây giờ tính ra cái chân nó quá to luôn rồi. Nó cần phì ra không à. Không có sẹp. Em gắng uống được cái gì chút, em uống em ăn được gì chút em ăn. Anh dập lên một xíu rồi nha. Nhưng mà em gắng vậy. Trời của chú chị ơi. Mà em uống thuốc vô. Con thấy chai con sợ không? Sợ hả? Không sợ không? Không sợ cha hả? Thấy chân của trai gì con sợ không? Hả? Sợ không? Chắc con quen ha nè. Ừ. Thấy nó phù nó kìa. Nó giờ bây giờ nó sưng á. Nó thấy giờ này nó cái vỏ trong đây phù nó kìa. Ừ. Nó cũng quen rồi vì mấy cái vỏ nó bự hơn con trai ông đó. Cái cục đó nó nặng hơn trai đó. Nặng hơn con đó cục đó. Ừ. Cái cục xấu xí ở đâu nó về nó bám nha con nè. Nghiệp bác ơi. Nói gì nói cái gì cũng chịu hết. Ừ cha không ngủ với cha cũng chịu mà. Cái gì cũng chịu hết mà nói cha chết là không có chịu. Ừ. Không sợ. Biết ai dạy không biết. Mà bị lớn thì nói cho vụ mà nói sợ cái gì cha mất phải không? Nói cha chết là không có chịu. Nhất khoát không chịu giải chết không? Giải khóc là ai dạy không biết mà biết mới. Không cỡ này thì nó cũng nghĩ được cái phần đó rồi đó. Thay ca và mẹ đi làm chuyện thì con qua đây phụ phải không? Đêm hôm là ba mẹ con luôn tới 12 giờ mấy. Rồi hai đứa nhỏ thì nó buồn ngủ quá nằm lăn ra ngủ chút. Rồi còn mẹ nó ngồi canh. Ừ cho em hỏi cái phần gạch lót này mà hổm là mình có chưa ta? Chưa. Hả? Chưa. Gạch đi trước rồi nè. Dạ. À. Thì gạch đi cũng mới lót luôn hả? Dạ. Ôi trời. Lúc trước thì dưới là tráng xi măng hả anh? Dạ. Ừ mình ta cũng quên luôn. Hôm trước là lót lót xi măng. Ờ được Bình Thường Quân lót nền cho sạch sẽ rồi giờ ngủ cái này dưới đất được luôn rồi ha. Dạ. Thì đêm hôm ba mẹ con nằm dưới đó canh bóp vợ cho em đó. Ờ cũng sạch sẽ cũng đỡ rồi. Bởi em nói không biết làm sao mà thiệt mang ơn anh Phúc mà không biết làm sao trả ơn anh được. Ôi lo hết bệnh đi người ta cũng làm phước thôi. Dạ. Giờ để coi ví dụ ảnh có cán cái dách cho mình hay không. Để mình ví dụ không cán thì sao để mình tính tiếp ha. Tô á
tô vách mình á. Dạ, mà được giày quý lắm mà anh ơi. Ừ, nếu mà Mạnh Thường Quân làm được như vậy á, mà bỏ không có tô á, thì mình ta thấy một thời gian lâu dài cũng sẽ mục gạch á. Thấy thì mình mà... thì mình quý rồi đó, thì bây giờ mình phải bảo vệ cho nó chắc lại chứ. Mình làm cái này mình thấy Mạnh Thường Quân không có tô xi măng thì mình thấy cũng uổng. Dạ. Sự lâu ngày vài tháng nó mục gạch thì mình sẽ làm lại tốn tiền nữa. Thì như đây cũng khoảng vài chục bao xi măng đó à. Khoảng 20 bao ạ. Để đưa lên cho Mạnh Thường Quân xem coi, để thợ người ta cho mình nó có cán hay không, có xi măng không. Nếu cán là mình tính tiếp sau, tiếp sau. Dạ. Chị cũng không nghe luôn hả chị? Dạ không có nghe nói gì hết trơn á anh. Không nghe là người ta tô cho mình sao? Dạ không có nghe. Để tô sạch sẽ rồi nó sau này sao mục gạch á. Cũng quá vui rồi mày. Lót gạch rồi làm vách cho xong xuôi làm được cái nhà sau nữa. Này kiếp sau trả nợ cho ông được. À, kiếp này mắc nợ ông quá. Mắc nợ hả? Mắc nợ ông làm nhà phải không? Dạ. Mắc luôn cả một tờ nữa chứ. Thôi tôi xin tiền xin lấy cho bệnh này kia tùm lum á. Thôi của Mạnh Thường Quân thôi chứ không phải của em. Cái này của Mạnh Thường Quân người ta thương gia đình mình, có duyên mình phải biết ơn anh chứ. Cái này mình tôi là người chia sẻ thôi, phải khổ thì mình chia sẻ được, chứ nào mình chia sẻ. Rồi thì hôm nay thì mình ta cũng biết là anh Nhẫn mới xuất viện về lần thứ ba phải không anh Nhẫn nghe. Lần thứ ba rồi, thì mình ta xuống để thăm anh. Vì xúc động nữa rồi. Ừ? Bị khóc. Hả? Gì nói đi. Lấy khăn cha. Cái gì khóc vậy? Lấy khăn cha. Lấy khăn cho cha. Mình đi khóc. Vui vẻ lên đi. Thức nhiều quá nó phỏng không? Cố gắng lên đi, khóc rồi nó nghĩ bậy hết á. Ở đâu hay từ đó đi. Ông trời ổng sắp đặt hết rồi. Người mình có số mà thì biết sao giờ. Anh bệnh gì được bà xã con cái ở gần như vậy anh rất là vui, có người người ta bỏ đi luôn á cho em biết. Không thiệt thì mình ta thấy một số người bệnh á nằm một chỗ không ai lo luôn. Dạ. Vợ con bỏ hết mà anh được bà xã thương con thương ở trực 24/24 bóp tay bóp chân cho anh là anh rất là quý luôn á. Ăn uống thuốc này kia là giúp cho anh là không có bỏ cử luôn. Giờ phải cố gắng lên đi. Bây giờ số mình như vậy rồi biết sao nha. Bây giờ gia đình mình hết kinh phí để đi luôn hả chị? Bây giờ cũng hết tiền rồi anh ơi. Không rời đi á. Giờ bệnh viện ta đâu có chi trả anh bảo hiểm đâu. Được kêu mình mua không à. Mua hết luôn à? Thuốc bệnh viện cũng có. Nhưng mà những cái thứ mà mắc tiền hung á. Ừ. Những cái thứ cần thiết ấy á, cũng như là ba cái đạm, ba cái dinh dưỡng là cho ảnh á. Ừ. Nói đó là bên bảo hiểm ta không có chi trả. Mà bác sĩ chỉ có nói với gia đình vậy thì kêu mua, nếu mà gia đình có khả năng thì mua. Còn không có khả năng thì bệnh viện thì cũng có giúp được gì. Đó cho nên là thấy thì còn nhiêu tiền thì mình phải mua thôi, tại vì tiền đó thì các Mạnh Thường Quân để cho anh chữa trị. Ừ. Chữa bệnh này kia thì thôi vợ thì nó vậy thì mình mua, bữa đó mua hết 4 bịch
mà hai bịch đó thì 1.5 triệu 60.000, thấy vậy thôi bác sĩ kêu mua nhiêu bịch thì mua nhiêu bịch. Cái xong mua 4 bịch xong rồi vô cái bữa sau bác khám, bác mới nói thôi bây giờ chị thấy vậy chị phải mua 5 chai nước nữa tặng vô cho anh cho hòa hợp với thuốc dinh dưỡng. Thấy vậy cũng đi mua, mua cái vô cái nằm vô với mấy ngày xong đó bác không cho nằm nữa, bác cho về. Mà thấy con người anh thì cũng còn mệt chứ chưa có khỏe gì đâu. Mới lên phòng trực nói bác ơi bây giờ cho xin ở lại 2 bữa nữa hả, về cái bác sĩ nói là không có được, cái điều trình của chú đã nằm ấy bệnh như vậy rồi, chiều nay là phải xuất viện, xuất viện rồi thí dụ nếu mà về nhà có mệt á thì đem theo cái số thuốc mà mình lãnh, rồi đem theo to, đem theo cái giấy xuất viện vô thẳng phòng cấp cứu, người ta sẽ điều trị tiếp cho mình nữa. Chứ còn cho ở lại 2 bữa nó là không được. Rồi thấy vậy là cũng về từ bữa tới nay cũng không có khỏe gì, mệt hoài không có đêm nào ngủ được hết. Mà giờ hỏi anh đi nữa trở xuống bệnh viện đó thôi, giờ tiền bạc mình cũng hết rồi thôi đi nữa, ở nhà uống thuốc có thử coi làm sao. Tại vì giờ cũng như bác sĩ ta cho mình hay là hiện giờ là bệnh của ổng là thuốc men này kia bên bảo hiểm không có, mình phải mua. Thì còn tiền thì mình mua thôi chứ giờ biết làm sao giờ. Thấy mình muốn cho anh được khỏe, được hết bệnh nặng, chứ ở với con này kia bảo mình phải chịu mua thôi. Chứ ở chuyến trước đi xuống dưới nằm 9 ngày chỉ tốn 7.000 thôi, tiền này tiền kia chỉ có 7.000, mà chuyến này ở ngoài chi phí ngoài không là gần 4 triệu bạc. Rồi tiền bệnh viện thì chuyến này đóng tiền viện phí có 5.000 nè. Rồi hỏi bữa lấy giấy xuất viện về hỏi bác sĩ nói thì chuyến sau nếu mà ông xuống là phải bổ sung tiêm thuốc này thuốc kia, là gia đình phải mua nữa chứ trong bệnh viện trong bảo hiểm nó không có chi trả. Nói gì thì nói giờ nếu mà ấy thì cũng phải xin, nếu mà có còn tiền thì cũng phải xuống, mà cũng phải đưa xuống dưới thôi. Mà hôm qua nay thấy cũng mệt hoài không chịu ấy, hỏi làm sao giờ ấy tính làm sao không chịu đi. Thì Mạnh Thường Quân cũng điện hỏi Minh Tơ, thấy anh sao rồi. Thì Minh Tơ đó cũng hơi bận công việc á, không có xuống để ghi hình. Đó thì hôm nay biết thì cũng ảnh cũng nhập viện thì cũng mới về, thì Minh Tơ cũng xuống đây để ghi hình cho cô chú chị cũng xem luôn. Rồi trước mắt vậy đi ha chị ha. Để Minh Tơ chia sẻ là có ai giúp thêm cho ảnh. Bây giờ ai chỉ ở đâu thì cũng đi hết phải không? Chị cũng... Em nói trước sau thôi, tại như em đi bên đây thời gian mà nếu mà không khỏe thì em đi chỗ khác. Chứ không phải là nói ngày một bữa, tại vì cái thuốc mà mình phải uống lâu dài đó mới hết. Nhưng nó... Bây giờ phải đi tập lum đi, thì lúc nào được trúng thì khỏe lại. Rồi, giờ cũng video cũng hơi dài thì mình ta cũng để mình ta chia sẻ đến cho cô chú xem thêm. Biết sức khỏe của anh Nhận bây giờ nó cũng quá tệ của chú chị. Giờ thấy nó phình lên không à, chứ nó không có xẹp. Cái đùi thì nó phình ra, mình thì nó rút lại. Quá trời. Rồi vậy hai anh Nhận nha. Rồi thì mình ta cũng xin tạm dừng video tại đây. Thì có video mình ta cũng xin kính chúc cô chú với nhà hảo tâm nhiều sức khỏe và an lành, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi hẹn cô chú chị xem tiếp video sau của chúng ta.